Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi mọi người chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Đường nào cho Chúa đến? Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cuộc sống chúng ta thấy tầm quan trọng của những con đường. Mấy ngày nay chúng ta đang thấy báo chí kể về một con đường ở Điện Biên đã bỏ đến 170 tỷ để làm con đường đó, và ngày nay đầy những ổ gà, hơn thế còn cả ổ trâu, ổ và chưa kể đến những cái vùng nứt khủng khiếp, những cái vùng sụp lộ nữa. Và cũng cách đây mấy ngày ở Bình Dương, ta biết một chiếc xe chở dầu cặn mà đổ ra đường, thế là hàng loạt chiếc xe đi phía sau đều bị lăn ngã, lăn đùng và gọi là té thê thảm. Con đường quan trọng. Một cái xã hội muốn phát triển phải có những con đường cao tốc, và không chỉ là những con đường bằng đường nhựa mà thôi, những chuyến tàu cao tốc, rồi hơn thế nữa đường hàng không, đường thủy, để người ta có thể liên kết gặp gỡ nhau. Lời Chúa ngày hôm nay gợi cho chúng ta hình ảnh về con đường. Trước tiên, con đường không phải là sáng kiến của nhân loại, đó là sáng kiến của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã mở ra một con đường để đến với trần gian. Con Thiên Chúa đến trần gian theo ý muốn ngàn đời của Chúa Cha. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính con một của Ngài. Nên bài đọc 1 chúng ta thấy cái hình ảnh của ngôn sứ Isa nói về ngày Chúa đến là ngày hoan lạc. Hãy loan báo tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao, hãy loan tin mừng cất tiếng cho thật mạnh. Kìa Thiên Chúa các ngươi hùng dũng quang lâm, tay nắm trọn chủ quyền. Và cũng giới thiệu tình yêu của một Thiên Chúa. Ngài là vị mục tử chăn giữ đoàn chiên của Ngài, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Và cũng chính vì thế Thiên Chúa đã mở con đường đến với trần gian, nên người trần gian với người của ngôn sứ phải chuẩn bị con đường để đón cho Chúa đến. Con đường được nói một cách rất đơn giản bằng những hình ảnh biểu tượng khá cụ thể. Hãy bạt những núi cao, hãy lấp những lũng sâu, hãy uốn lại những con đường quanh co, hãy san phẳng những con đường gồ ghề. Khi ta nói về con đường vật chất đã là thế, thì con đường tâm linh càng rõ nét hơn nữa. Bạt núi cao ở đây chính là những ngọn núi kiêu ngạo. Khi mà chúng ta tự ái lên cao ngun ngút, chẳng bao giờ chúng ta nhận lỗi về mình và không bao giờ sẵn sàng tha thứ cho người khác. Người kiêu ngạo vẫn luôn luôn nghĩ mình hơn hẳn mọi người khác. Và cũng chính người kiêu ngạo trong Kinh Thánh là những người tự hào biết về Chúa qua Kinh Thánh, cuối cùng lại không gặp gỡ được Chúa, như lời Đức Giêsu khẳng định: Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì Cha không mặc khải nước trời cho những người sáng suốt thông minh, nhưng mà lại cho những người bé mọn.
Rồi cái lũng sâu phải lấp cho đầy, đó chính là lũng sâu của những đam mê tham hố trong trần gian. Khi người ta còn lấp đầy lòng mình những ham muốn thì người ta không còn chỗ để đón nhận được điều gì mới. Như một cái tách nước đã đổ đầy thì không còn có thể đổ thêm một cái thứ gì vào đó được nữa. Và cái con đường phải uốn cho thẳng chính là cái thói gian dối trong trần gian, sự quanh co trong cuộc sống, là nói một đàng làm một nẻo, khiến không còn thể tin tưởng lẫn nhau. Và cái con đường gồ ghề phải san cho phẳng, đó cũng chính là khi con người nói những cái lời để khiến gây nên sự hận thù, gây nên sự chia rẽ, gây nên những cái dư luận không tốt và làm ảnh hưởng đến những người khác. Và như vậy một đàng ta thấy hình ảnh được nói đến trong lời Chúa hôm nay, hãy chuẩn bị con đường cho Chúa đến, thì cũng chính là con đường tâm hồn của chúng ta. Hãy bạt núi sâu của núi cao của kiêu ngạo, hãy lấp đầy những cái lũng sâu của sự ham hố, và hãy uốn cho thẳng những con đường gồ ghề, sự quanh co, sự gian dối, để chúng ta sẵn sàng gặp gỡ Chúa. Dĩ nhiên, tinh thần của mùa vọng nhắc nhở chúng ta Thiên Chúa đã đến trong lịch sử, qua lịch sử cứu độ, qua ngôi hai Thiên Chúa tại Bethlehem mà chúng ta chuẩn bị mừng kỷ niệm. Một đàng cũng hướng đến việc Thiên Chúa sẽ trở lại trong vinh quang. Đó là điều chúng ta thấy trong bài đọc 2 của Thư Thánh Phaolô. Vì Thiên Chúa đến và có vẻ như ta không biết Ngài đến vào lúc nào. Ngài có vẻ như là chậm trễ, nhưng Thánh Phaolô giải thích đó là vì Thiên Chúa kiên nhẫn. Thiên Chúa kiên nhẫn để làm gì? Thưa, không muốn cho chúng ta bị diệt vong. Ngài muốn chúng ta có thời gian, có cơ hội để ăn năn hoán cải. Và sẽ có ngày mà tất cả các trung trình trần gian bị thiêu hủy. Tuy nhiên, Thánh Phêrô cũng cho chúng ta thấy ngày tận thế không phải là ngày thế mạt, ngày mà mọi người phải gặp tai ương hoạn nạn, mà chính là ngày trời mới, đất mới. Vâng, một nhân loại mới được hình thành khi con người đã sống theo tinh thần của Thiên Chúa. Xã hội hay nói đến thuyết tiến hóa, sự tiến hóa từ đời này qua đời khác, từ những sinh vật cho đến những động vật đơn giản, rồi những động vật cao cấp đến vượn người, rồi đến con người. Linh mục T.A. Sắc Đanh nói thêm rằng, nếu đã là tiến hóa thì con đường tiến hóa đó còn phải đi tiếp. Đó cũng chính là cảnh vực thần linh. Khi mà con người trên trần gian sống những giá trị của tin mừng, khi mà con người trên trần gian đón nhận tin mừng của Đức Giê-xu để sống trong một viễn cảnh mới, cái nước trời mà Đức Giê-xu đến loan báo đã đến, đang đến và sẽ đến khi tất cả mọi người trở thành công dân trong nước Chúa. Và đó là điều ta cũng thấy trong tin mừng ngày hôm nay. Gioan Tẩy Giả theo lời Marco cũng chính là người đã thực hiện lời ngôn sứ Isaiah: này, ta sai sứ giả trước mặt con để dọn con đường. Và nghe lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả, ta thấy đông đảo mọi người đến xếp hàng ở sông Giô-đan để lãnh phép rửa. Nhưng Gioan lại rất khiêm tốn nói rằng: sẽ có đứng sau tôi không đáng cởi quai dép cho người. Vâng, tinh thần của mùa vọng là nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để xứng đáng đón Chúa. Xin cho chúng ta đừng để trong hồn của mình sự lấn cấn, những núi cao, những lũng sâu, những con đường gồ ghề và quanh co. Xin cho mỗi người chúng ta cũng sẵn sàng để gặp gỡ Chúa trong cuộc sống thường ngày. Và mỗi lần tham dự thánh lễ, chúng ta lại đón nhận Chúa vào chính tâm hồn của chúng ta. Đó là ý muốn của Thiên Chúa. Xin Ngài đến để như người mục tử chăm sóc đoàn chiên, Ngài sẽ chăm sóc, ấm ủ, tận tình dẫn dắt tất cả mỗi người chúng ta. Chớ gì được như vậy. Amen.